Ok, và xin chào tất cả các em đã quay trở lại với Survivor 3 event nha. Đấy, thì lâu lắm rồi, khoảng một tháng rồi mình cũng không quay event anh em. Đấy, bởi vì là một phần là mình đang bận thi khảo sát, với cả một phần nữa là mình còn đang bận quay phim vlog của anh em. Ok. Thì hôm nay mình mới trở lại với một cái event mới là bánh xe lịch sử. Thực ra cái này cũng cũ rồi nhưng mà mình nghĩ là Nicky sẽ làm mới lại thôi. Ok. Tôi thì điểm bạn khắp nơi, thủ đô thời mình hội đang bị tấn công, mọi thứ vô cùng tan hoang và hỗn loạn, tôi chỉ cần bạn giúp đỡ ngay bây giờ. Người phương Bắc và các chiến binh mà nêm đã ra khỏi hang ổ và bắt đầu tấn công người dân. Ngoài ra một số người nói rằng họ thấy các hoạt động ma quái, họ rất sợ. Nhưng quan trọng hơn, nếu hắn bị bắt, những kẻ làm dị đó muốn hiến tế bà ấy trong một dạng thần linh nào đó, chúng ta phải ngăn chặn như này đi nào. Đấy, có hai cái nha. Xin chào ngươi cũng ở đó à, ta cũng để tận mắt chứng kiến bánh xe thời gian, một điều dị thường và thú vị, nhưng nó khiến ta phân tâm. Một người đàn ông xuất hiện trong một mộ địa phương, hai mặt rất kỳ lạ và rõ ràng hắn bị thương. Ta e là hắn đã gặp rồi, nếu người của thần minh hội tìm được, nhưng hắn sẽ không có phải đến gì. Người có thể giúp ta đưa hắn ra khỏi đây không? Ok, hiện tại là chúng ta có hai màn nha, một là bánh xe vẫn quay này, nếu như là màn cũ thôi đó, còn hai là cái màn du hành kỳ lạ đó. Chúng ta có hai màn thôi, còn màn chính hiện tại là mình đang đánh boss, mình đánh chưa xong rất là chán. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cho anh em xem những cái set mà sự kiện vừa qua mình không chơi. Đó, nó có một cái set đây, nó là set thẩm quyền hợp pháp. Sát thương bọn ta lên, đúng thủ, sát thương gây ra chí mạng. Đó, bộ này mình thấy rất là hay nhưng mà trước là mình cũng bận nên là mình không thể làm cài được. Còn bộ này này, bộ này là mình để lên chap cuối. Đó, bộ này cũng thế. Nói chung khá là nhiều bộ mình chưa cài bởi vì là mình bận. Đây, cả quỷ tử này mình cũng chưa cày luôn này, khá là chán. Ok, nhưng thôi không sao, chúng ta sẽ lấy những cái bộ set không hệ nha. Đây, mình sẽ lấy bộ bộ này đi. Ý, mẹ nó còn bảo mình nạp này, nhưng mà còn tiền nữa mà nạp ba. Nạp ba cái đồ quỷ này, mẹ mình chẳng cần tiền nữa đấy. Ok, xem nào. Thú săn mồi này. Cái này là từ chap 6 mình lấy rồi nha. Và mình cũng thực sự là thích cái pack thú săn mồi đấy anh em ạ. Đấy. Tuyết lở lạ sâu, mình sẽ dùng lạ sâu nha. Bởi vì tuyết lở nó mà người ta đỡ được thì coi như là mình tử. Ok. Trời máu này, nó mới sắt này, ít chiến thắng này. Thứ tốt một tối này, thôi. Enchant 3 cái này đi. Xong rồi. Ma lạc nắm giữ. 300 này, 11k này. Mình sẽ đấu thường thôi nha. Còn bên đây là mình sẽ để dành mà đấu cái dưới, hoặc là mình sẽ đấu cái dưới trước cũng được, chẳng sao cả. Đến 50. Nó deck cho mua lẻ anh em ạ. Mày game mà khốn nạn thế. Mày chán thật. Mua lẻ 100 cái mà cũng chết ai đâu. Không cho tao mua. Xanh nhờ chỗ mày á. Sai thực sự. Du hành kỳ lạ này, thôi chơi thử. Mong là không khó nha. Bởi vì là mình đánh con sợi chăn gơ mà cũng đến mức mà gãy cái tay mình chưa đánh được. Lại sợi chăn gơ à? Nào. Nào vào đây, mày vào đây, vào đây. Mày vào, mày hỏi vào đây. Mày hỏi vào đây. Đấy. Máu trông như nhau anh em ạ. Anh em phải thật nhá. Ôi ôi đấy. Lại xuất đam, lại cái trò xuất đam của nó. Luôn anh em ạ. Khó đấy. Thế nào. 1 2 3 4 5. Ôi trời ơi. Nó sinh ra combo liên tiếp anh em ạ. Đó đấy. Á à, to quá. Úi dồi, một phát là may quá, mình đỡ được. À đủ, nó né rồi. Này. Cá mập. Úi dồi. Bà mày. Tới từ xa. Úi dồi. Úi dồi, chết tôi rồi.
Đã biết thì sai anh em ạ. Sao? Ấy, ngu. Ngu thì chết, ngu thì chết. Ngu thì chết. Ôi dồi ôi. Nó không biết né cái chiêu nó là cái gì anh em ạ. Úi dồi ôi, đấy chết mẹ rồi. Mẹ nó chơi cái chiêu lướt rồi nó chém mình cơ. Nói chung con này lắm trò lắm. Nó có thể cho mình tắt chiếu bất cứ lúc nào luôn. Ý, đây nào. 1 2 3. Chơi sẽ không hệ đi, sẽ có hệ chắc cũng chả gì là vui. Úi dồi ôi, đỉnh cao. Đỉnh cao, đỉnh cao. Đỉnh cao. Úi dồi ôi. Được cây mình rồi. Đánh nhanh đấy. Không thua mẹ rồi, đánh cái gì đâu. Xem cái chiêu này lên nào. Khó đấy anh em ạ. Thôi chỉ sao bàn bánh xe lịch sử đi. Được cái màn đấy này mà. Ngon chêm. Bộ Marathon là người bất tử. Chắc lại đánh thêm màn nữa để mình nhận được 100 vé kia. Thôi không cần đâu. Lại bắt mình mua thêm. Game giờ hút máu bảo bà. Làm luôn vĩ đại cái máu. Gem mình nhiều mà sợ gì. Sợ nhầm ở đây nhỉ. Nay cầm set lấy em. Để set này đi. Lâu lắm rồi chưa cầm set này cho anh em review cho anh em xem. What? Sư phụ lọc độc. Ok ok. Nào. Ấy anh em sức mạnh set này chưa. Dùng cũng bị mất máu nhá. Ấy. Nhưng mà giết người rất là nhanh. Ủa rồi đâu. Ý. Nói chung set này là ok. Dùng năng lượng mà tối nghĩa mất móng là được. Cái là mẹ giết người cực nhanh luôn. Đấy. Đấy. Để sao. Đấy thưởng ghê nữa. Còn bom chết lên bảng. Nói chung chơi cái kiểu này mà chỉ lên bảng thôi chứ chẳng có gì cả. Thắng mẹ rồi dễ vãi trường. Tiếp chiêu cái này Ulus bất tử của mình còn mình cụ anh các bạn. Đã có nữa xem nào. Một trưởng lên bảng. Lên bảng. Ý. Bây giờ là mình đã tìm được cái set mà giết người một cách nhanh nhất rồi anh em ạ. Chính là set này. Chưa tới 10 giây mẹ đã cho mẹ ông lên bảng luôn rồi. Đấy. Nào lên bảng nhá. Lên bảng. Lên bảng. Lên bảng. Đấy. Đúng 8 giây luôn. Cái này gọi là 8 giây một mạng anh em ạ. Đấy. Nhưng mà gặp ông mà tanker cơ mệt thôi. Gặp ông nào mà máu thường mới chết. Hai người là ai? Nếu hoàng là tôi, chúng tôi sẽ không để những kẻ cuồng giáo làm hại người cánh cổng lườn đấy tôi vậy. Người có thấy nó tạo ra thế nào không? Brehen, người thoái vị và người gửi phản bội. Hắn đã dùng sức mạnh ánh sáng để quay ngược bánh xe thời gian. Hãy đánh thức tại họa cổ xưa. Hắn muốn thần minh hộ sống với luật được thần cổ xưa nhưng ta không thể sống được lần nữa. Không bao giờ, thứ thế tổ chán lại. Có tiếp. Quá. Anh em có tin truyền thuyết 8 giây một mạng của chúng ta không? Bắt đầu thôi. Ngược đi. Chết rồi. Chán thế. Bà nó chết rồi rồi. Anh em lỡ ẩu quá. Thôi hôm sau, sao mà sau chưa tiếp. Máy tính dùng lướt lên nhưng mà mình ấn nhầm thành bấm đấm anh em ạ. Thôi không sao rồi bạn. Nhìn kỹ nha. Máy lỗi kỹ thuật thôi. Bắn rồi bạn.
Thấy chưa? Cho ông lặp lại khác hẳn ngay. Đẳng cấp. Nói chung nước đấy đi sai thì đi lại. Đấy. Đấy đúng. 8 giây tuyệt mạng bắt đầu. Vèo. Đấy. Úi rồi. Không phải 8 giây là 7 giây anh em ạ. 7 giây một mạng. Đấy, nói chung là cái bộ này cũng quá gớm rồi. Tiếp. Lần này không phải 7 giây nữa mà chắc 15 giây. Bởi vì là con này nó dùng thái vị rồi. Thái vị hãy sâu một tí nha anh em. Thận ra phải thận ra. Úi dồi ôi đấy ấy, ấy. Thái vị là tăng nam nha anh em. Cho nên mình đỡ là mình cũng chết thôi. Để chuyển khuyết nữa. 8 giây một mạng nữa thật. Tiếp. Chết mẹ mày chưa, chết mẹ mày chưa. Chết bà rồi, ôi dồi, tưởng chết. Không sao, không sao, nào. Nó bắn súng ấy, thoải mái. Tại sợ. Mẹ ơi. Chúng mình sợ ở đây lắm. Chết rồi nhầm. Tí anh em thông cảm nhé. Tí nữa các anh em có thể dừng lại tao vậy. Nhớ hình của xưa cũng thể đáp lại lời cầu xin của hắn. Ta chắc chắn vậy. Thông cái lầm lửa họ sẽ từ quá khứ thơ thẳng đây. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Khi ta sống một hít thở. Những người này trước giờ ta chỉ coi ta như nước bức tượng. Nó là lý do vì sao người dân chắc đến ma. Urus bất tử, hắn đã hóa điên, hắn đã xin phạt thần minh hội vì không theo tục lệ xấu xa ngày xưa. Ta không tha cho một ai, còn cho một ánh sáng bảo vệ của chúng, ánh sáng bảo vệ chúng ta. Quất tiếp. Thì lại sống à? Mẹ đấy. Cảm mấy cái set, set này mẹ khó mà 8 giờ mạng em ạ. Đầu tiên là phải đánh đấy. Đánh ở đây á. Mở mẹ mà đi. Đấy bạn. Nhưng mà hơi tốn gian tí. Không phải là 8 giây nữa. Đây con. Thế bảng tiếp 15 giây. Chán thật. Không sao, ra màn sau xem bọn nó nào. Tôn sùng lửa à? Bà mày cho mày tôn sùng. Ông ra chơi tiếp. Thằng ấy như gặp ở Solo Arena anh ạ. Chết mẹ. Ê thế lửa. Mẹ lửa đối với năng lượng tối cũng chết luôn. Cái lên cao là mẹ cái số giây mà mình đánh nó càng tăng lên. Không phải 8 giây nữa là 14-15 giây à. Ê thế. Mày ngon. Mày ngon mày vô ơi. Lấy cái bộ này ông tập độc với con ạ. Lên bảng. Đi chơi. Thế nào. Đấy. Ông là cái gì đây. Sư phụ bóng tối. Sợ đấy gì. Chơi tiếp. Sợ đấy cái thằng sư phụ bóng tối anh em ạ. Kakuta à. Định chơi gì đấy không. Định chơi gì đấy. Định chơi gì ông ấy. Định chơi gì đấy. Định chơi gì đấy. Nào 10 giây 5 viên.
Đã định chơi khi chơi răng cưa mình em ạ. Mẹ ai nhanh hơn, ai nhanh hơn thì thắng thôi. Lại cháu lên bảng cái này, lên bảng. Úi xời ơi, úi xời ơi. Nằm xuống tiếp, ô ô ô, à chết à. Ê, úi giời ơi, lại 10 giây lên bảng nữa. Ngu chưa con. Này thì mẹ thích biến hình với tôi à. Mày siêu nhân xanh biến hình mẹ ông mày. Siêu nhân xanh nhưng mà bản này mạnh hơn. Đấy, tiếp. Xem cái ông Urus bất tử này có đấu lại với cái bộ Stronger này của mình không. Có tiếp. Tèo. Nhưng mà máu mày tăng thật lên ạ. Máu này ông sâu thật. Bắt mày. Phát nữa này. Nó cho biến hình luôn. Thoải mái. Mời. Mẹ có khi chưa kịp biến hình chết cũ rồi. Chuẩn bị nhá. Ha, à, mẹ tầm là hai biến hình cơ. Sợ quá. Lên bảng. Lên. Lên. Lên bảng. 10 giây lên bảng. Biến đi, biến đi. Ai biến đi. Mẹ biến. Ông chưa kịp ra chơi chết mẹ rồi. Chán quá. Ok màn kia lại tôi lại chơi với mày tiếp. Mẹ thành công mẹ giết nhanh thật. Đấy. Úi sổ. Úi sổ. Úi sổ. Thế mạo. Thế mạo. Thế mạo. Lên bảng. Vội quá. Vội quá. Vội quá. À, thôi chết mẹ rồi. Mẹ cái này của mình cứ tập bom anh em ạ. Chết mẹ rồi. Chưa kịp đánh chết mẹ. Ok. Xem nào, xem nào, xem nào. Được bao nhiêu. Đấy anh em biết sức mạnh của cái bộ bóng tối này mình chưa. Đấy. Không hình được hai bạn ấy mạng tất cả chúng. Chưa đây chưa ạ. Ai dám đấu với anh hùng cổ đại xưa của chúng ta. Chúng ta vẫn có hy vọng. Chúng ta vẫn ở tương lai. Nhưng thất bại này sẽ đến Renat đi cùng hơn. Và những người phương Max sẽ đi hoắn. Renat đã hứa chia cho họ một phần ruộng đất của thần minh hội. Điều đó rất quan trọng cho nữ hoàng. Thần minh hội có thể trải qua những ngày tốt đẹp hơn. Nhưng tôi sẽ không trao vùng đã ra cái hương cho những kẻ mắt giận này ngay cả khi chúng là vua. Vậy thì dần dần chúng tôi tìm được cũng tốt rồi. Cả hai bạn đều là những chiến binh dũng cảm. Và làm tốt của bạn sẽ được sống mãi lịch sử thần minh hội. Cao cấp anh em ạ. Chúng ta ra cái gói gì. Nó ra cái nịt như là đấm chết lại cho mày thôi. Đấm đi kia xe của mình đang đấm rồi. Ok bây giờ mình sẽ thử vào cái mình chơi nha. Thử vào cái này mình chơi. Xem là cái bộ này của mình mạnh thế nào. Mẹ đấy cả Urus bất tử mẹ 10 giây cũng đã nằm đất rồi anh em ạ. Nằm đất hít khí trời. Nào kéo cho anh kia nào. Úi dồi á thì. Ghê đấy. Ghê đấy con. Chết mẹ rồi. Chứ mẹ có may thật anh em ạ. Bộ này chắc mình không địch nổi nó. À, mày quá. Đánh bọn này kể ra mày thật anh em. Nhưng mà mẹ đầu game chơi mình. Thôi ok thôi rồi lấy mình xin phép mình tạm dừng cái này em ạ. Hãy cảm ơn anh em đã xem video của mình. Cảm ơn anh em. Bye bye.